Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Vương quốc Anh UKVFTA được áp dụng tạm thời tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 nhằm đảm bảo thương mại song phương giữa Việt Nam và Vương quốc Anh không bị gián đoạn. Để hiệp định sớm có hiệu lực chính thức trong thời gian tới, hiện Chính phủ Việt Nam đã ban hành nghị quyết về việc phê duyệt hiệp định để hiệp định này sớm có hiệu lực chính thức trong tháng 5 năm 2021. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi làm việc trực tuyến của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An và Quốc vụ Khanh, phụ trách chính sách thương mại Vương quốc Anh, Greg Hands. Tại buổi điện đàm, hai bên đã trao đổi về kết quả tích cực của hiệp định UKVFTA và quá trình phê duyệt của hiệp định. Mặc dù được áp dụng tạm thời, nhưng hiệp định UKVFTA đã phát huy được hiệu quả khi ngay 2 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, nhưng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Vương quốc Anh tiếp tục có những kết quả tích cực, đạt 1,024 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,05% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy hiệp định UKVFTA đã tạo ra động lực quan trọng trong việc phục hồi trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trong năm nay. Tại buổi điện đàm, Quốc vụ Khanh Vương quốc Anh thông báo hiện Vương quốc Anh đang triển khai chiến lược tiêm chủng vaccine trên diện rộng và triển vọng tăng trưởng kinh tế tích cực được các thể chế uy tín quốc tế đưa ra gần đây. Điều này hứa hẹn lĩnh vực hợp tác kinh tế thương mại giữa hai quốc gia tiếp tục là điểm sáng trong mối quan hệ song phương tốt đẹp giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Cũng tại buổi điện đàm, hai bên đã trao đổi về việc Anh xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Thứ trưởng Đặng Hoàng An cho biết, Việt Nam hoan nghênh việc Vương quốc Anh mới đây đã chính thức nộp đơn xin gia nhập Hiệp định CPTPP. Đây là tín hiệu tích cực cho quá trình tự do hóa thương mại trong khu vực và trên thế giới, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi về việc tổ chức khóa họp lần thứ 12 của Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Anh về Hợp tác Kinh tế Thương mại ZCO 12 vào tháng 8 năm 2021.